Mới đầu qua đây thì sao? Ai làm mai bà qua vậy? Lúc đi qua đây không có biết tiếng gì hết trơn á. Thì nó núi như vậy đi. Nhưng mà ở bên cái chỗ Phước Kiến này thì hải sản. Vương Lan xin kính chào tất cả quý ông bà, cô chú anh chị và các bạn lại đến với kênh Vương Lan Cuộc Sống Trung Quốc của gia đình Lan nha. Thì hôm nay á là cũng đã đến chỗ của bạn Lê Phương Cuộc Sống Trung Quốc. Ăn uống xong rồi thì bây giờ Lan với lại anh Bầu Sinh á mượn xe để đi ra ngoài ngủ. Do phong tục của người Trung Quốc ở bên này, cặp vợ chồng đến nhà người quen thì mình phải ngủ riêng. Do nhà Phương á không được nhiều phòng cho nên Lan ra ngoài ngủ. Ở khúc trong á thì La không có quay, tại vì ở khúc trong á đường nó tối đen à. Ra tới ngoài này á thì La mới quay nè cả nhà. Ở chỗ của Phương á thì cũng tiện, tại vì rất là gần với lại thành phố. Ở đây á thì chỉ là một cái thành phố nhỏ thôi, nó chắc khoảng bằng bằng với lại cái thị trấn chỗ Lan á. Xe chào. Ở đây gọi là sơn sa ma lộ đó. Bây giờ thì Lan và anh Bô Sinh đó cũng kiếm được cái nhà nghỉ rồi nè. Từ chỗ của nhà Lê Phương đi ra ngoài đây thì 5-6 cây số, tiện hơn nhà của Lan ở dưới quê rất là nhiều luôn. Tuy là ở trong đó có hơi buồn, nhưng mà được cái đi chợ rất là gần. Hai người đó. Số tiền đi vào không ạ? Hôm nay đi chợ luôn. Đi chợ luôn. Ừ. Ừ. Có 3, 4. Ở đây khách sạn cũng giá bình dân cả nhà, chỉ có 128 đồng thôi. Sao đến xin rồi. Chắc. Ok lắm nha. Bây giờ thì Phương Lan đã thuê xong nhà trọ rồi. Lan với anh Bảo Sinh á đi ra ngoài này để xem là có cái tiệm tạp hóa nào hay không. Lan và anh Bảo Sinh á định mua cái gì đó đem vào, tại vì hôm nay Lan với anh Bảo Sinh đi lạc nè, cho nên là vô tay không cái nha. Nó ngại, giữ trời ngại lắm. Cho nên là bây giờ á, Lan đi tìm rồi ghé mua. Cái chuồng cưới gì sao hả? Cái gì hứa á? Cái điều là chuyện như là trời đúng rồi. Chắc cái nếu nãy đây. Chắc cái thông xin thế. Chắc cái chồng mắm mai à? Chắc chưa nãy chưa cơ bà, hào bao? Đây, hôm qua dạo thì không có mua quà gì, quà cách gì, bữa nay thì Lan mới mua được cả nhà.
đi ra rồi là mới mua. Tối qua trời mưa. Xin chào bà cô chú. Ta xong cái gì rồi chứ? Xin chào bà cô chú ăn cơm. Ăn cơm. Xin chào hai mẹ ăn cơm à? Ăn cơm. Đói rồi hả? Ơ là mày hiểu. Sư sư ơ là. Chấp. Bà sẽ chọn cô chị chọn. Cái này đâu hả? Mua điện thoại nữa đi. Cái chợ này. La cho họ mua là được. Ở chỗ này Lan thấy người ta đi xe máy rất là nhiều. Để Lan quay cái đoạn đường và đi vào nhà Phương cho cả nhà mình xem. Cách cái chợ này là 5-6 cây số à. Chứ vừa mới chơi bên chầu sang học vào. Vừa mới chơi bên chầu sang. Chầu khỉ cha. Tê. Chầu khỉ cha. Chầu khỉ cha. Chầu khỉ cha. Chầu khỉ cha. Ở đây nhà ở trong núi nha, như thế này. Nhưng mà nhà nào cũng có xe con hết nha cả nhà. Đây. Nhà nào cũng có xe con. À, phía nhà bên đây á là nhà hàng xóm của bạn bên nhà bạn Phương. Bạn Phương nhà ở phía trong này. Bên đây là nhà của hàng xóm. Cái bà xe thì bây giờ. Đây. Ở đây á, thì người Trung Quốc á, người ta rất là nỗ lực luôn. Cho nên á, là người ta ở đây á, người ta đều có một cuộc sống rất là tốt. Cứ như xe này kia người ta cũng có thể mua được. Tại vì bên Trung Quốc này kia xe cũng rẻ hơn ở Việt Nam mình. Thêm cái là không có thế ha. Đúng không? Xe bên này mua không có thế. Tại tôi cũng mua tôi biết mà. Xin la. Ở đây thì không khí nó rất là trong lành, nó rất là tốt cả nhà. Đi. Củi rất là nhiều luôn ha. Không giống như chỗ tôi nhấm bằng cỏ. Này. Tại vì chỗ tôi nó không có củi để nhấm á. Cho nên là lúc nào á tôi với lại mẹ cô. Ừ. Ở đây cũng có nè. Ừ. Bây giờ lúc nào tôi với mẹ chồng của tôi mà ở quê chứ. Ăn xương xoan xoan thiện thiện à, cơm cơ. Xoan xoan thiện thiện. Kiếm lá này lá kia bà biết không? Ừ. Kiếm lá này lá kia để mình nhấm chứ không giống như bà chỗ bà. Thôi có. Ừ. Qua niên sư hay kỳ. Qua niên nó cơ. Nhìn khác, ui hù, thật ít cái chú đó cơ. Sư thà đó. Chứ cơ dễ sư thà đó. Sư, căng căng hay chú đó. Căng căng hay chú sư thà. Chứ cơ này. Đôi à. Chứ cơ phí phá. Đó là phí phá sư. Phí phá sư. Phí phá sư chứ cơ đi. Wow. Cái này cam bà ơi. Thì cam. Cái này cam cả nhà cam ở bên mà. Sao ở bên tôi nó không? Trái quá. Sao ở bên tôi người ta không có nhập cam gì bán mà. Không có cây cam luôn á. Cái gì không có cây cam cha? Không có. Rồi không có nó không người ta không có bán cam luôn. Không có bán cam luôn quýt không à. Ở đây người ta trồng bưởi rất là nhiều luôn. Bưởi chín rồi nè cả nhà. Wow. Đẹp quá. Ai trồng sẵn cho hay ạ? Ở trên núi nó có trơn rồi. Giỡn mặt.
Hả? Người ta chồng nó chỉ hai đi lên đó hết. Vậy là bà nào qua năm nay là 6 đi lấy dĩ sàng đó. Vậy là lấy đi trời dĩ sàng làm cái gì vậy? Nắng. Lấy cũng được nè, đâu có sao. Mát thì chết. Nắng nó bị chát, con mắt mình nó nheo. Mama, ngày nay chiếc là chiếc là. Ở đây cả nhà thì đây là núi, núi cũng có người. Không có sao không? Đây thì củ hai mươi sáu cái. Chú ý ra, sẽ đỡ trông thì chú ý ra. Đây cam. Ở đây nè cả nhà thì người ta trồng lúa nè ha. Mình có thể lên núi được nè, xuống núi được nè, trồng lúa được. Nhưng mà ở đây thì không khí nó rất là trong lành luôn. Và ở đây á thì cuộc sống người ta nghĩ là nó tốt hơn ở bên Hồ Bắc rất là nhiều luôn á cả nhà. Em ấy nói là em ấy qua bên đây là cũng được 5 năm mấy rồi. Năm năm mấy? 5 năm hơn rồi, 6 năm. Bà cảm thấy qua đây sống sao? Mới đầu qua đây sao? Ai làm mai bà qua vậy? Thì bà chị á cũng quen biết đó rồi làm mai qua. Mà lúc đi qua đây không có biết tiếng gì hết trơn á. Cũng gan dạ lắm đi qua. Thì lúc đầu đi qua cái tự nhiên thấy đi vô cái vùng núi này cũng hơi sợ sợ. Nhưng mà sau thấy ba mẹ chồng đối xử với mình nói chung là như con ruột vậy đó. Rồi thương. Nói chung là cũng ok, cũng ổn. Nên sống tới rồi, giờ kiểu như vì qua mấy năm rồi cũng chưa có được về Việt Nam thăm cha mẹ lần nào. Chưa, vẫn chưa có về luôn á. Tại nói chung là cũng có nhiều vấn đề á. Vậy thì không có điều kiện đúng không? Thì không có điều kiện thì mình nói không có điều kiện nhưng mắc cỡ cái gì. Nói đây ông bà con chú nói nó than nữa. Thật sự cô dân Việt Nam qua bên đây thì không được đi làm. Thì lâu lâu mới được đi làm chui này kia một lần á. Thì chắc ăn là mình cũng phải có một cái khó khăn ở bên này. Mình mới không được về mà không về Việt Nam được chứ. Hình như là nếu mà như vậy thì bé gái nó đã 5 tuổi rồi mà nó chưa về Việt Nam nữa đó. Chưa về. Chưa gặp ông bà ngoại luôn đúng không? Nói chung là chỉ gọi khác gì tôi đâu mà nó cỡ thôi. Để nhiều khi mình không biết cái mình nói cái ông bà cô chú nói trời ơi gọi tới nữa than nữa. Than để ông bà cô chú coi video ủng hộ gia đình Phương với gia đình của Lan. Lan nghĩ là không có cái gì than hết. Qua bên đây 5 năm chưa được về Việt Nam, sanh con ra 5 năm rồi chưa được về thăm ngoại. Thì cái đó là cái thật, thì mình nói sự thật thôi chứ không có cái gì là than hết. Có thì mình nói thôi đúng không? Thật sự là nó như vậy, cuộc sống của mình bên đây nó khó khăn. Nhưng mà qua đây thì vẫn có ở bên đây thì cuộc sống nó vẫn nhìn nó núi như vậy đi, nhưng mà ở bên cái chỗ Phước Kiến này thì hải sản hay là những cái vật chất ở bên này thì nó cũng phong phú, nó cũng được đó. Cuộc sống nói chung là những cái cũng được. Ăn uống hay là sinh hoạt như thế này nói chung là nó cũng na ná như ở Việt Nam. Hai đứa con sinh ra rồi nuôi rồi hai đứa bà nội giữ đâu có nổi, rồi có mình ông xã đi làm mà. Thì cũng bởi vì mấy tập tành làm YouTube hồi tháng 4 tới bây giờ đó, là lúc mà đẻ thằng nhóc ra rồi mới biết làm chứ đâu có biết đâu. Thì kênh vừa mới được bật kiếm tiền thôi chứ cũng chưa có tiền. Chung là nó như vậy đó. Nhưng mà qua đây thì cái khó khăn trước mắt của mình á là không có tiền để gửi về cho gia đình đúng không? Đúng rồi. Thì cái này là cái khó khăn. Lan cũng vậy, hồi đó cũng vậy. Mình không có tiền gì hết á. Rồi như Phương ở Việt Nam, Phương không có con nhỏ ở Việt Nam, không có con riêng, thì Phương sẽ đỡ lo hơn, chỉ có ba mẹ. Thì mình có tiền thì mình cho, còn không có tiền thì thôi, ba mẹ cũng không trách. Nhưng mà một khi mà mình có con riêng ở Việt Nam rồi á, bản thân của mình lo không được cho con á, thì mình cảm thấy rất là vô dụng. Thực sự là như vậy đúng không? Như Lan vậy á, Lan lúc nào cũng lo gì bởi rất là nhiều luôn. Rồi thêm bây giờ ba mẹ bệnh là mỗi tháng Lan cũng phải gửi tiền về. Bởi vì là cái khó khăn của mình khi lấy chồng Trung Quốc á, là mình không làm được ra tiền ở một cô chú. Cho nên là mới có nhiều khó khăn như vậy. Tâm sự tới đây thôi, bây giờ Lan sẽ đi quay vòng vòng cho cả nhà mình xem là quê chồng của bạn Phương cuộc sống ở đây như thế nào nha. Thật sự luôn là Lan rất là thích cái phong cảnh này luôn cả nhà. Không khí trong lành, Lan chỉ thích như vậy thôi à. Đây, đường này lên núi nè. Lên núi không?
đi. Nhưng mà lên núi cũng đâu có quay được gì nếu mà quay mà được mấy cây chuối của tụi đó không. Mà muốn quay thì hồi nữa đi đi ra sau nhà tôi kìa, đi lên quay mấy cây cam. Vậy hả? Ờ, nhà có mấy cây cam nữa không? Ở sau hè đó. Ờ. Ba chồng ông mới trên đó núi hả? Ờ. Đây. Nhà của Phương nằm ngay trang chỗ này nè cả nhà. Đấy. À, căn màu đỏ đây màu đỏ. Lúc trước Phương qua đây là làm dâu và ở trong căn nhà này và đến bây giờ luôn á cả nhà. À, trả góp tới mấy chục năm lần. Cũng mấy chục năm nữa hả? Mà bây giờ giống như hồi trước thì có một bé à, bây giờ hai bé rồi. Ông xã đi làm có một mình hả? Rồi nhà đó hồi trước đây thì không có cho thuê mà sau này suy nghĩ lại cho thuê. Rồi lúc đó có tiền mua nhà sao không đi về Việt Nam mà không xin tiền về Việt Nam thăm ba mẹ. Cái đó tiền giống như ba mẹ chồng với chồng tính toán làm gì hết rồi mình đâu có dám đụng vô. Mình cũng không có dám ý kiến nữa. Mình lúc đó mới qua không có biết tiếng nữa rồi đâu có nói gì được. Tại vì lúc đó qua biết, tại vì mới đây thì cũng hơn. Hình như là tôi thấy bà nói tiếng Trung thì chắc nó cũng không có bao nhiêu rồi, hình như là chắc là tự học không à. Chỉ mới học, chỉ nói mới được nói gần khoảng chừng 2 năm. Nói chung có nghĩa là khi mà qua bên đây thì học chừng vài tháng thì cũng biết nghe mà nó không có gần. Nghe được, nghe hiểu được nhưng mà không có nói được, tại vì mình cái vốn từ mình nó không có sẵn á. Rồi cái học từ từ. Nói chung là cô dâu Việt mà phiên mấy cô gái mà có chồng ở đây á, thì tốt nhất là nên học tiếng trước đi rồi qua đây thì cuộc sống nó sẽ dễ chịu hơn cả nhà. Nghe những lời cô Phương ấy thì ông bà, cô chú, anh chị cũng biết rồi. Dâu Việt ở bên Trung Quốc này thì cũng có rất là nhiều hoàn cảnh. Có người mới qua may mắn được gả vào vùng thành phố. Cũng có người qua bên đây bao nhiêu năm không được về. Cũng có nhiều số phận qua bên đây và bị mất tích. À, nên bạn thấy rất nhiều, rất nhiều, bạn thấy rất nhiều. Đây nè, chuối nè. Sao bà nói nó không có? Có trái không? Bà nhìn thử coi. Không, nó cũng bự lên tới cỡ này rồi đây nè. Nhưng mà nó không có trái. Đi vòng vòng xung quanh đây để mà ngắm cảnh, xem cuộc sống của người dân ở đây như thế nào. Đang thấy là người dân ở đây cuộc sống rất là thoải mái luôn. Và nếp văn hóa của họ có thể gọi là giống Việt Nam đến 80%. Củi không? Sải cùa. Bây giờ? À, sải cùa. Sải cùa. Là củi không đó mà. Củi không đó. Củi không mà là bao nhiêu đó thì biết là mà làm cả năm trời mới được vậy luôn á. Để dành á. Ờ. Để quay một chút. Sư gì à? Huy xin cảm ơn điện dạng. Sư, xảy cơ hả? Xie xie. Xie xie. Bữa nay Phương dẫn Lan với là anh Bảo Sinh đi vòng vòng ngay làng của Phương á cả nhà. Sư rồi. Anh em anh em sao nhà sẽ giống nhau vậy? Ông chú ông nói là nguyên cái dòng này nè là trồng cây không à. Rồi hồi xưa là ở đây nè, nguyên cái này là để dành phơi lúa. Rồi sau đó mới cắt nhà lên. Video của Vương Lan đến đây thì xin được phép được tạm dừng rồi. Lan cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị đã dành thời gian theo dõi hết video. Và Lan cũng cảm ơn cả nhà mình đã hiểu và thông cảm, ủng hộ cho những nàng dâu xa xứ. Hẹn cả nhà mình gặp lại ở những lần quay video tiếp theo nè.